Đổ đứa đừ vì thực tập sinh đầu trọc ở thanh xuân của bạn ba, từng đóng phim với Dương Mịch, Dương Dương, hồi còn tóc đúng chuẩn nam thần. Những tập đầu tiên của show Sống Còn Thanh Xuân Có Bạn Ba đang khiến các fan vô cùng thích thú. Bên cạnh dàn huấn luyện viên nổi tiếng như Lisa hay Ngô Thư Hân thì các thực tập sinh điển trai và tài năng cũng được fan để mắt không ngừng. Trong số đó có một anh chàng gây ấn tượng cực mạnh với quả đầu chọc cùng gương mặt thân quen vô cùng. Nếu bất kỳ một phim nào thấy ngờ ngợ như thấy anh này ở đâu rồi thì xin chúc mừng. Đây chính là Lương Sâm, chàng vua Vân Ngân Trị vì Thái Uyên Quốc trong siêu phẩm Phù Gia Hoàng Hậu. Thực chất, Lương Sâm thường được khán giả biết đến cái tên thân thuộc hơn là Lương Dịch Mộc. Trong Phù Gia Hoàng Hậu, anh chàng khiến người xem nức nòng với mối tình đơn phương quận chúa Tề Vận, người mà đắng cay thay lại yêu say đắm đuối, người anh em của anh Tống Việt. Những quyết định về tình yêu tình thân đã cuốn Vân Ngân lún sâu hơn trong vòng xoáy tranh đấu. Nhưng cuối cùng anh cũng có cái kết đẹp khi trở thành vị vua mới của Thái Uyên Quốc. Vai diễn của Lương Sâm có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ ác độc bất đắc dĩ đến mềm lòng nhạy cảm, đủ để thuyết phục người xem về số phận tiền thoái lưỡng nan của anh trong bối cảnh của Phù Gia Hoàng Hậu. Bên cạnh tựa phim đóng cùng với Dương Mịch, thực tập sinh của Thanh Xuân Có Bạn Ba còn từng tham gia Toàn Chức Cao Thủ, có Dương Dương, Giang Sở Ảnh đóng chính, trong vai Tôn Cường Lãng Tử cùng kiểu tóc dài bí ẩn cuốn hút. Ngoài ra anh chàng vẫn đang có một dự án phim đang đắp chiếu là Archimedes Thân Yêu có Sương Hùn góp mặt. Có thể thấy hành động xuống tóc của Lương Sâm khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn Ba đã thu về lượng nhiệt đáng kể. Trong đó có không ít lời khen gà sự tán dương. Anh chàng cũng có nhiều mom mem ở giữa khóc giữa cười trong chương trình. Nhất là màn bị cư dân mạng nhìn lầm thành ngón tay cái của nhân viên quay phim. Nhìn chung dù có tóc hay không thì Lương Sâm vẫn thu hút cực độ với chiều cao khủng và gương mặt góc cạnh nam tính. Hy vọng những hào cảm từ Phù Gia Hoàng Hậu, Toàn Chức Cao Thủ sẽ đủ tiếp sức cho anh chàng đi sâu trong Thanh Xuân Có Bạn Ba. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Bi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.